Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 127: Tần Cối bảy đời đọa làm thân heo. Phật nói người dùng ác ý hướng đến người có đạo đức với những bậc thầy tốt, tương lai họ gặp phải thống khổ, khổ hơn rất nhiều lần so với hơn 100.000 đao kiếm đâm vào người. Sự việc này có mấy người có thể biết được. Hãm hại người thiện, quả báo nhất định ở ba đường. Việc này không thể không biết. Lúc trước khi lão sư Lý giảng kinh, có kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện Tần Cối bảy đời đọa làm thân heo. Vào triều nhà Thanh không biết niên đại nào, khi giết heo cạo lông, nhìn thấy trên thân heo có mấy chữ như vậy: thân thứ bảy của Tần Cối, bạn xem. Ông ấy sau khi chết đọa làm heo đến 7 lần. Chúng ta biết Tần Cối do đố kỵ sân hận, mưu hại Nhạc Phi, tinh trung báo quốc. Tần Cối giết Nhạc Phi, thực tế mà nói chính là họa nước hại dân. Bởi vì lúc đó tình thế rất có lợi cho Nhạc Phi. Ông ấy đích thực có năng lực đánh bại quân Kim, giữ yên bờ cõi của quốc gia. Tần Cối vì sao ông ấy mưu hại Nhạc Phi? Chẳng qua là hy vọng giữ được cái địa vị tể tướng của mình. Nếu như chiến sự kết thúc, triều Tống và Kim giảng hòa, thì công lao của Nhạc Phi rất lớn. Hay nói cách khác, Tần Cối sợ Nhạc Phi sau khi trở về nước thay thế cái địa vị của ông ấy. Bởi vì ông ấy lo sợ cho nên mưu hại Nhạc Phi. Vào lúc đó hoàng đế là Cao Tông, ông ấy là một người hồ đồ. Ông ấy nghĩ Khâm Tông là anh ông ấy, nếu như Khâm Tông trở về thì ông ấy phải làm sao? Ngôi vị hoàng đế này chẳng phải phải nhường lại cho anh hay sao? Cha của lão hoàng đế cùng anh trai trở về thì phải làm sao? Cao Tông không muốn đem ngôi vị hoàng đế nhường lại, cho nên không để họ quay trở lại. Cao Tông và Tần Cối, hai người này lòng dạ lang sói, vì tư lợi mà không quan tâm đến lợi ích của quốc gia dân tộc, không màng đến lợi ích của nhân dân cả nước, để rồi làm ra cái việc dại khờ như vậy. Họ làm như vậy ngay đến người Kim cũng phải phê bình. Giết Nhạc Phi là triều Tống tự hủy hoại vạn lý trường thành. Căn cứ vào rất nhiều sách ghi chép, Tần Cối sau khi chết đọa vào A Tỳ địa ngục. Triều Tống đến Mãn Thanh thời gian không dài, đại khái chỉ có 700-800 năm. Tần Cối ra khỏi địa ngục làm súc sanh để trả nợ. Quả báo trong địa ngục rất khổ, thời gian rất dài, đều là dùng kiếp số để tính. Vì sao mới mấy trăm năm mà Tần Cối đã ra khỏi địa ngục? Cái gọi là qua ngày như năm, thời gian ở trong địa ngục một năm bằng như mấy trăm năm vậy. Họ có cảm thụ như vậy. Thời gian thế gian của chúng ta là 700-800 năm, mà Tần Cối cảm thụ như là mấy đại kiếp. Sau khi ông ấy tội báo đã hết, lại đến đường ngạ quỷ, đường súc sanh để trả nợ. Nghiệp nhân quả báo không hề sót lọt. Cái chân tướng sự thật này chúng ta nhất định phải rõ ràng tường tận. A-di-đà-phật.
Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật.